Thưa Nguyễn, sau phẫu thuật thẩm mỹ bị Bảo Ngọc đến Úc chơi chữ rau cay, kèn cười nhan sắc. YouTuber Thưa Nguyễn đang gây bão cộng đồng mạng những ngày qua với câu chuyện công khai phẫu thuật thẩm mỹ. Từ Việt hóa thiên Nga, nhan sắc hiện tại tựa như mỹ nhân. Ngay lập tức, netizen đã soi ra được động thái mới của Bảo Ngọc. Thời gian qua, cái tên của YouTuber Thưa Nguyễn cùng cuộc sống sau khi giải nghệ của cô đang là đề tài được người dùng mạng xã hội vô cùng quan tâm, theo dõi sát sao. Theo đó, từ lúc trở về làm người bình thường, Thơ Nguyễn đã tuyên bố cực gắt là từ giờ sẽ xóa bỏ hình tượng chị Thơ Nguyễn, thần tượng của hàng triệu em nhỏ mà sẽ trở thành Hồng Thơ. Chưa hết, Thơ Nguyễn còn gây chú ý khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi nhan sắc để sống cho bản thân, làm những gì mình mong muốn. Hành trình Việt hóa thiên Nga của nữ YouTuber đã khiến toàn cõi mạng dậy sóng. Cũng chính bởi điều này mà Thơ Nguyễn càng rước thêm nhiều tranh cãi bởi cô liên tục có những lời lẽ gay gắt, bất chấp hình tượng với những ai mang cô ra so sánh. Đem hình ảnh ngày xưa ra chế giễu cô. Giữa lúc cái tên Thơ Nguyễn đang gây bão với câu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ thì sao nhí Bảo Ngọc, người từng dính ồn ào khẩu chiến với Thơ Nguyễn vào cuối năm 2023, bất ngờ bị soi động thái mới. Theo đó, từ lúc Thơ Nguyễn thay đổi nhan sắc, nhiều người còn mang cô ra so sánh với Bảo Ngọc, bàn luận ai đẹp hơn ai. Đăng lên trang cá nhân mới đây, Bảo Ngọc gây chú ý khi công khai khoe bộ ảnh mới tỏa sáng với visual phát sáng. Nổi tiếng là sao nhí có nhan sắc trong veo được nhiều người yêu thích. Chính vì thế, không quá khó hiểu khi Bảo Ngọc được khen ngợi hết lời trong loạt ảnh mới này. Tuy nhiên, đáng chú ý là dòng trạng thái đầy mùi ẩn ý mà Bảo Ngọc đến kèm. Cộng đồng mạng cho rằng Bảo Ngọc dường như đang cà khịa nhan sắc giao kéo của Thơ Nguyễn, tự tin với vẻ đẹp tự nhiên của bản thân, sau nhí chơi chữ viết. Ngắm hoa, lòng thấy nhẹ nhàng, ngàn câu thơ vụt tuôn tràn ngón tay. Hồ điệp ơi, em đẹp lắm thay, nở lâu cho khách mê say ngắm nhìn. Dân tình đều bảo rằng Bảo Ngọc đang sâu cây ám chỉ đến Thơ Nguyễn, người bị cho là không đội trời chung với nữ diễn viên. Theo đó, vào cuối năm 2023, Thơ Nguyễn từng lên tiếng bóng gió về một diễn viên nhí có thái độ không tốt khi cả hai có dịp làm việc chung. Dù không nhắc tên cụ thể, song nhiều người cho rằng nhân vật và nữ YouTuber nhắc đến trong clip là Lê Huỳnh Bảo Ngọc với dự án cả hai từng làm việc chung trước đó. Sau đó, phía Bảo Ngọc đăng clip phản hồi về ồn ào. Trong video, người đại diện của diễn viên sinh năm 2008 cho biết vì từng đóng phim chung với nữ YouTuber nên sao nhí bị nhiều người công kích sau vụ việc. Tôi khẳng định những video đó không liên quan đến Bảo Ngọc và mẹ của bé, người đại diện cho biết. Phía Bảo Ngọc tuyên bố sẵn sàng đối chất ở cơ quan chính quyền. Tôi đề nghị cô dừng ngay hành động này lại bởi vì nó không tốt. Dù sao cũng là người lớn, đi quay video nói một đứa trẻ con mà không chính diện như vậy thì không đẹp chút nào. Thứ hai, với những video định hướng xuyên tạc dư luận nhưng vẫn có người chia sẻ lại, có những người tấn công mạng xã hội với Bảo Ngọc khiến cô bé bị bạo hành tinh thần vì khủng hoảng. Tôi đề nghị những hành động này cần phải chấm dứt. Phía Bảo Ngọc chia sẻ thêm, chiều ngày 12 tháng 12 năm 2023, phía Thơ Nguyễn có động thái đáng chú ý trên kênh YouTube sở hữu hơn 10 triệu lượt đăng ký. Trong video vừa đăng tải, nữ YouTuber 9X chia sẻ, từ bây giờ tôi sẽ không làm clip nữa hay nói cách khác là giải nghệ. Thơ Nguyễn nói cô nhận ra làm người nổi tiếng khó khăn, đôi lúc muốn nói lên ấm ức của bản thân, nhưng từ nạn nhân tôi trở thành người đi hại người khác. Cho nên tôi không muốn làm người nổi tiếng nữa, tôi muốn được là chính mình, muốn được mạnh mẽ,